Trong thời gian gần đây, dưới sự bùng nổ của các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, khi hàng triệu người xuống đường để đòi quyền tự quyết chính trị và tự chủ cá nhân, Hồng Kông đã khiến cả thế giới phải nín thở theo dõi. Đây không phải là lần đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng chuyện này xảy ra, bởi nền chính trị Hồng Kông gắn liền với sự phát triển nhanh chóng, bất ổn chính trị và liên tục đòi hỏi sự thay đổi. Và tình trạng chính trị đặc biệt của thành phố với hơn 7 triệu dân ấy là kết quả của một lịch sử hai thế kỷ không ngừng phát triển, đổi thay và hỗn loạn. Sau đây, hãy cùng chúng mình theo dõi những cột mốc quan trọng của dòng chảy lịch sử phức tạp tại Hồng Kông để cùng hiểu rõ hơn suốt hơn 200 năm qua, con người Hồng Kông đã trải qua những gì để định hình nên họ ngày hôm nay. Nội dung của video được biên tập lại từ bài viết gốc có tên Lịch sử của Hồng Kông, được viết bởi tác giả James Lu. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết này nhé. Trước khi đi tiếp, Spyroom đang cần tìm hai người đồng đội full time, một editor cho mảng video ngắn trên dưới 1 phút và một quay dựng cho mảng vlog, podcast, quảng cáo. Thông tin cụ thể chúng mình sẽ để phía dưới nhé. Còn bây giờ thì vào việc thôi. Cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Quay ngược về cuối thế kỷ 18, khi này Hồng Kông mới chỉ là một hòn đảo dưới sự cai trị của nhà Thanh, được người phương Tây gọi là Hong Kong. Dù nguồn gốc của cái tên Latin này vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng mọi người thường cho rằng đây là bản phiên âm ban đầu của cách phát âm từ Hương Cảng trong tiếng Quảng Đông, tức Hong Kong. Thành phần dân cư chính của Hồng Kông thời kỳ này là những ngư dân bản địa, chỉ có một số ít là những người buôn bán tới định cư. Và khoảng thời gian kể trên, các thương nhân nước Anh đến Trung Quốc để bán thuốc phiện nhập lậu từ Ấn Độ và thu mua các mặt hàng như trà, lụa và đồ sứ, từ đó tạo tiền đề cho những cuộc tranh chấp thương mại không hồi kết. Bởi là một thứ chất kích thích gây nghiện, thuốc phiện nhanh chóng trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với chính quyền mãn Thanh. Tính đến cuối những năm 30 thế kỷ 19, khắp Trung Quốc có khoảng 10 triệu người hút thuốc phiện và hơn 2 triệu người nghiện nặng, gây tổn hại to lớn tới nền kinh tế cũng như đời sống xã hội. Trước tình hình ấy, năm 1839, Hoàng đế Đạo Quang quyết định ngăn chặn việc buôn bán thuốc phiện của Anh bằng vũ lực sau nhiều biện pháp hạn chế không có hiệu quả. Anh đáp trả bằng tối hậu thư yêu cầu quyền tự do buôn bán thuốc phiện tại Trung Quốc. Dĩ nhiên là chính quyền Trung Quốc không thể chấp nhận yêu sách vô lý như vậy. Chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất nổ ra, quân đội lạc hậu của nhà Thanh thương vong tới hơn 20.000 người, trong khi phía Anh chỉ mất 520 mạng. Đây là một thất bại toàn diện của nhà Thanh trên chiến trường, kéo theo sự ký kết của Hiệp ước Nam Ninh. Ngày 1 tháng 1 năm 1842, Hiệp ước Nam Kinh được ký kết với nhiều điều khoản bất lợi cho Trung Quốc. Trong đó, nhà Thanh buộc phải nhượng lại đảo Hồng Kông cho Anh vĩnh viễn. Đáng buồn hơn khi đây mới chỉ là hiệp ước đầu tiên trong 3 hiệp ước bất bình đẳng của Anh với quốc gia này. Không để mất thời gian, người Anh lập tức bắt tay vào công việc thiết lập thuộc địa, xây dựng thành phố Victoria tại vùng đất mới chiếm được. Thập niên 1850 sau đó chứng kiến cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc nổ ra mạnh mẽ tại miền Nam Trung Quốc. Nhiều người tị nạn, bao gồm cả các gia đình giàu có đã chạy trốn khỏi vùng đại lục bất ổn và định cư tại thuộc địa của Anh. Nhờ vậy mà điều kiện sống trên đảo Hồng Kông được cải thiện đáng kể, tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển của nơi này trong tương lai. Đến năm 1860, lịch sử Hồng Kông có những biến động lớn, định hình nên phần lãnh thổ như ta thấy ngày nay. Khi này, nhà Thanh lại vừa mới lần nữa thất bại trong một cuộc chiến tranh khác với phương Tây. Lịch sử gọi đây là cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ hai. Bằng vị thế của một trong những nước thắng trận, thông qua Hiệp ước Bắc Kinh, Anh buộc Trung Quốc phải nhượng lại cho mình bán đảo Cửu Long và đảo Ngang Thuyền Châu vĩnh viễn. Vậy là khi kết thúc cuộc chiến, lãnh thổ Hồng Kông từ đó được mở rộng đáng kể, không chỉ còn là một hòn đảo gần bờ nữa mà giờ đây đã nối liền với đại lục. Kể từ thời điểm ấy, vai trò của Hồng Kông theo đó cũng nhanh chóng phát triển, từ một tiền đồn thuộc địa thành một cảng trung chuyển quan trọng đối với đế quốc Anh, một cầu nối kinh tế giữa thế giới phương Tây với Trung Quốc đại lục. Năm 1898, theo các điều khoản của Hiệp ước mở rộng chỉ giới Hồng Kông, nước Anh được quyền thuê miễn phí trong 99 năm đảo Lạng Đầu và các vùng đất lân cận ở phía Bắc. Khu vực này được gọi là Tân Giới, có thể xem là vùng ảnh hưởng của thuộc địa Hồng Kông. Cũng kể từ đây, làn sóng di cư ồ ạt từ Trung Hoa đại lục sang Hồng Kông bắt đầu. Thương mại quốc tế, trường học, ngân hàng và doanh nghiệp theo kiểu phương Tây xuất hiện ngày một nhiều với tốc độ chóng mặt. Hồng Kông trở thành một thương cảng tự do, một trung tâm xuất nhập khẩu của đế quốc Anh tại khu vực Đông Á. Cũng từ đấy, lãnh thổ Hồng Kông giữ nguyên hình thể đến tận bây giờ.
ngày 30 tháng 5 năm 1925, một cuộc thảm sát bất ngờ diễn ra. Cảnh sát Anh tại Thượng Hải đã xả súng vào một đoàn người biểu tình, dẫn đến cái chết của ít nhất là 9 công nhân cùng hàng chục người khác bị thương. Sự việc tiếp tục leo thang khi vào ngày 23 tháng 6 năm 1925, một màn xả súng khác của quân đội Anh và Pháp vào đoàn người biểu tình trên đảo Samian thuộc Hồng Kông dẫn đến cái chết của 52 người và làm bị thương hơn 200 người khác. Trước hai cuộc đàn áp biểu tình tàn bạo diễn ra liên tiếp, chính quyền Quảng Châu đã kháng cáo lên lãnh sự quán Anh và Pháp nhưng đều bị từ chối giải quyết. Giọt nước tràn ly, người dân Trung Quốc khắp Quảng Đông kêu gọi một cuộc đình công quy mô lớn để phản đối. Hồng Kông khi đó dù đang là thuộc địa của Anh vẫn hưởng ứng nhiệt liệt. Truyền đơn chống Anh được truyền đi khắp Hồng Kông. Trong tuần biểu tình đầu tiên, hơn 50.000 công dân Trung Quốc đã rời khỏi Hồng Kông. Đến cuối tháng 7, khoảng 250.000 người Trung Quốc đã bỏ Hồng Kông để đến Quảng Đông. Hồng Kông khi ấy đã gần như trở thành một thị trấn ma. Chính phủ Anh đã phải cung cấp khoản vay thương mại trị giá 3 triệu bảng để ngăn nền kinh tế nơi đây sụp đổ. Sau cùng, hai quan chức thuộc địa hàng đầu của Hồng Kông là thống đốc Sir Reginald Stubbs và bộ trưởng thuộc địa Claude Severn đã bị cách chức để xoa dịu dư luận. Dù vậy, cuộc tẩy chay của người Hồng Kông vẫn còn tiếp tục kéo dài cho đến tháng 10 năm 1926, khiến nền kinh tế Hồng Kông rơi vào kiệt quệ. Sau sự kiện này, chính quyền Anh nhận ra việc đàn áp người dân Hồng Kông bằng vũ lực là một quyết định cực kỳ sai lầm. Sau gần 40 năm phát triển hòa bình, năm 1937, Hồng Kông bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh Trung Nhật. Cuộc xâm lược của Nhật Bản vào Trung Quốc nổ ra, lực lượng phát xít Nhật và Tay Sai áp sát Hồng Kông. Mặc dù trước đó, thống đốc Geoffrey Northcott đã nhiều lần khẳng định Hồng Kông là một khu vực trung lập. Nhưng phát xít Nhật không hề để tâm đến tuyên bố này mà vẫn lên kế hoạch xâm lược, hòng biến nơi đây thành một bàn đạp quân sự. Năm 1939, những quả bom đầu tiên rơi xuống Hồng Kông, phá hủy một cây cầu và một nhà ga. Tuy nhiên, nhờ sự bảo hộ của nước Anh mà chiến tranh vẫn chưa chính thức xảy ra. Hai năm sau, ngày 8 tháng 12 năm 1941, đế quốc Nhật Bản chính thức xâm lược Hồng Kông như một phần của chiến dịch quân sự xâm lược vùng Thái Bình Dương trong Thế chiến II. Lực lượng Anh, Canada và Ấn Độ cùng lực lượng phòng vệ tình nguyện Hồng Kông đã cố gắng chống lại cuộc tiến công của quân Nhật nhưng bị áp đảo về số lượng. Ngày 25 tháng 12 cùng năm, trận Hồng Kông kết thúc với việc các lực lượng bảo hộ Anh và Canada giao nộp quyền kiểm soát thuộc địa này cho Nhật Bản. Trong suốt thời kỳ bị chiếm đóng, Hồng Kông cũng như những lãnh thổ bị chiếm đóng khác của Nhật được cai trị dưới chế độ thiết quân luật. Các hội đồng bù nhìn được lập ra để kiểm soát người Hoa và người ngoại quốc hiện đang cư trú ở Hồng Kông. Nhiều buổi tử hình công khai diễn ra một cách dã man, ước tính có khoảng hơn 10.000 người Hoa là nạn nhân của những buổi hành quyết này. Không chỉ sống trong sự sợ hãi, người dân khi ấy cũng phải gánh chịu nạn thiếu lương thực bởi sự áp đặt khẩu phần gây ra và nạn siêu lạm phát do áp đặt tỷ giá của Nhật. Các bệnh viện khắp Hồng Kông bị trưng dụng bởi quân đội Nhật, dẫn đến việc nhiều người đã chết vì không có nơi điều trị. Trước sự áp bức đến cùng cực ấy, nhiều cuộc nổi loạn nhỏ lẻ tự phát đã diễn ra, cũng như nhiều đội quân du kích kháng chiến được người Hồng Kông thành lập để đối đầu với quân Nhật. Ngày 30 tháng 8 năm 1945, nước Anh tái thiết lập sự kiểm soát đối với Hồng Kông sau thất bại của phát xít Nhật trong Thế chiến thứ hai. Lúc này, dân số Hồng Kông chỉ còn khoảng 600.000 so với 1,6 triệu người trước khi Nhật xâm chiếm. Nền kinh tế Hồng Kông cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Năm 1949 tại Đại Lục, cuộc nội chiến Trung Quốc nổ ra với chiến thắng sau cùng thuộc về Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông. Việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949 đã khiến nhiều người tới Hồng Kông tị nạn vì lo sợ sự ngược đãi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mỗi tháng, có khoảng 100.000 người Trung Quốc từ Đại Lục tìm tới nơi đây. Đoán rằng, với tình trạng chảy máu nhân lực ấy, chính quyền Trung Quốc Đại Lục sẽ nảy sinh kế hoạch thu hồi Hồng Kông trong tương lai. Thống đốc thuộc địa đương nhiệm là Mark Yong bắt đầu thực hiện nhiều cải cách nhằm trao thêm quyền lợi cho các đảng phái dân chủ tại nơi đây với mục tiêu ngăn chặn sức ảnh hưởng của làn sóng cộng sản từ Đại Lục. Những cải cách ấy nhìn chung đã đem lại hiệu quả tích cực. Tinh thần độc lập khỏi Trung Quốc Đại Lục của người dân tại Hồng Kông đã dần được biểu hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Đồng thời, dòng người nhập cư mang theo các phương ngữ, ngôn ngữ và truyền thống của họ đến với Hồng Kông góp phần tạo nên bản sắc văn hóa phong phú cho nơi đây, khác biệt với văn hóa phân hóa theo vùng miền một cách rõ rệt ở Đại Lục. Dân số Hồng Kông gia tăng mạnh mẽ trong khoảng thời gian này từ 600.000 người trong năm 1945 lên 2,1 triệu người vào năm 1951, chủ yếu là nhờ dòng người nhập cư. Những năm 50 của thế kỷ 20
vai trò trong hệ thống chính trị thế giới của Hồng Kông được nâng cao. Chính quyền Cộng sản ở Trung Quốc tăng cường cô lập đất nước khỏi ảnh hưởng từ bên ngoài. Bởi vậy mà Hồng Kông đã trở thành nơi liên lạc duy nhất giữa Trung Quốc và thế giới phương Tây. Tuy nhiên, vai trò là một cầu nối kinh tế của Hồng Kông cũng theo đó mà suy giảm do các tuyến thương mại giữa phương Tây và Trung Quốc đại lục bị gián đoạn, đặc biệt là kể từ sau chiến tranh Triều Tiên khi Trung Quốc đại lục phải hứng chịu một loạt các lệnh cấm vận từ Hội đồng Liên Hợp Quốc. Dù vai trò cầu nối kinh tế giữa Trung Quốc và thế giới đã bị suy giảm, Hồng Kông vẫn là một trong những khu vực có nền kinh tế phát triển bậc nhất Trung Quốc nói riêng và Đông Á nói chung, thậm chí còn được ca ngợi là một phép màu kinh tế. Ngành dệt và chế tạo đã phát triển nhờ sự gia tăng dân số và giá nhân công thấp. Khi Hồng Kông được công nghiệp hóa nhanh, nền kinh tế của Hồng Kông được thúc đẩy nhờ xuất khẩu ra thị trường quốc tế, mức sống tăng ổn định cùng với sự tăng trưởng công nghiệp. Việc xây dựng thôn Thạch Giáp Vĩ năm 1953 đánh dấu sự bắt đầu của chương trình quy hoạch các khu chung cư công cộng mới. Nhưng tình trạng bất ổn cũng gia tăng do bất bình đẳng thu nhập và điều kiện làm việc thiếu đảm bảo của phần đông dân số. Với nền kinh tế, thập niên 60 của lịch sử Hồng Kông được xem như bước đệm cho sự bứt phá mạnh mẽ của thập kỷ 70 nối tiếp sau nó. Còn về chính trị, thập niên này được biết đến với cái tên thập niên hỗn loạn. Những năm này chứng kiến bạo loạn, bất ổn dân sự và lo ngại xã hội, cùng với các thảm họa tự nhiên như hạn hán và bão lũ diễn ra tại Hồng Kông. Sự bất mãn lan rộng trong quần chúng dẫn đến nhiều cuộc biểu tình từ cả những người ủng hộ Trung Hoa Dân Quốc và những người ủng hộ phe đối lập là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đặc biệt, tháng 5 năm 1967, những người cánh tả thân Cộng sản tại nơi đây đã lấy cảm hứng từ cuộc cách mạng văn hóa ở Đại Lục để biến một vụ tranh chấp lao động thành một cuộc nổi dậy chống lại chính quyền thuộc địa. Cuộc bạo động này kéo dài cho đến cuối tháng 12 cùng năm mới được dập tắt. Hậu quả mà nó mang lại là nhiều thiệt hại về người và của, đẩy cao sự căng thẳng trong lòng xã hội Hồng Kông thời bấy giờ. Đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức kể trên, chính phủ Hồng Kông đã có nhiều nước đi nhanh chóng và phù hợp như tiến hành cải cách xã hội đầy mạnh mẽ, giải quyết nạn tham nhũng và tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục. Điểm yếu của Hồng Kông, sự bất ổn, nay đã trở thành một động lực để gắn kết mọi người lại với danh tính chung là một xã hội đa văn hóa. Sức ảnh hưởng của các đảng phái thân Đài Loan và thân Bắc Kinh tại Hồng Kông cũng theo đó mà suy giảm dần. Bước sang những năm 70, cùng với Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan, Hồng Kông nổi lên như một con hổ châu Á. Với sự lớn mạnh của nền kinh tế, vị thế của Hồng Kông trên chính trường được nâng cao, trở thành một trung tâm tài chính quốc tế quan trọng. Thời gian này cũng đánh dấu sự chuyển đổi dần từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế dịch vụ của xứ này. Đồng thời, năm 1976, nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc đại lục Mao Trạch Đông qua đời. Người kế nhiệm ông là Đặng Tiểu Bình, một nhân vật có thái độ ôn hòa hơn trong chính sách mở cửa và cải cách. Bất kể các yêu sách tranh chấp về chủ quyền, Đặng Tiểu Bình đã nhận ra rằng Hồng Kông với nền kinh tế thị trường tự do không thể bị đồng hóa vào Trung Quốc đại lục chỉ trong một thời gian ngắn và bất kỳ nỗ lực nào để làm như vậy sẽ không có lợi cho cả hai. Ông ủng hộ một cách tiếp cận thực dụng hơn được gọi là chính sách một quốc gia, hai hệ thống. Trong đó Hồng Kông cũng như Macau và có khả năng là cả Đài Loan sẽ có thể duy trì hệ thống quản lý và cải cách vận hành nền kinh tế tư bản của họ, nhưng trên phương diện pháp lý sẽ được xem như là một phần lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đầu những năm 1980, khi thời hạn cho thuê tân giới chuẩn bị kết thúc trong hai thập kỷ tới, chính phủ hai nước Trung Quốc và Anh đã thảo luận vấn đề chủ quyền Hồng Kông. Tháng 4 năm 1982, tại Bắc Kinh, nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã có cuộc gặp với cựu thủ tướng Anh Edward Heath. Ông đã công khai đề nghị kế hoạch một quốc gia, hai chế độ đã ấp ủ bấy lâu. Đến tháng 9 cùng năm, Thủ tướng Thatcher có mặt tại Bắc Kinh, trở thành Thủ tướng Anh đầu tiên đến thăm Trung Quốc và chính thức bắt đầu quá trình đàm phán về Hồng Kông. Năm 1983, nước Anh tái xác định Hồng Kông từ một thuộc địa thành một vùng lãnh thổ phụ thuộc. Việc đổi tên không làm thay đổi cách thức hoạt động của chính quyền thuộc địa, nhưng nó ảnh hưởng đến tình trạng quốc tịch của hơn 5 triệu cư dân Hồng Kông khi đó. Hầu hết trong số họ đã trở thành công dân lãnh thổ phụ thuộc của Anh, một tình trạng quốc tịch không còn có thể được truyền theo dòng dõi. Ngày 19 tháng 12 năm 1984, tuyên bố chung Trung Anh về vấn đề Hồng Kông chính thức được ký kết giữa chính phủ Trung Quốc và Anh. Theo tuyên bố này, Anh đồng ý chuyển giao chủ quyền Hồng Kông cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1997. Tuyên bố này cũng quy định rằng Hồng Kông sẽ được quản lý như một đặc khu hành chính, được giữ lại các luật lệ của mình và một mức độ tự trị cao trong 50 năm sau khi chuyển giao. Theo thỏa thuận nói trên, Hồng Kông sẽ không còn là lãnh thổ phụ thuộc của Anh vào ngày 1 tháng 7 năm 1997,
và từ đó trở thành khu hành chính đặc biệt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Do thiếu tin tưởng vào thỏa thuận này, từ năm 1985, nhiều người Hồng Kông đã chọn di cư khỏi nơi này. Năm 1989, tại Hồng Kông, sự phản đối việc tiếp quản của chính quyền Trung Quốc đại lục trong tương lai càng quyết liệt hơn nữa. Giữa tháng 6, khoảng 1 triệu người dân Hồng Kông đã xuống đường diễu hành phản đối vụ thảm sát người biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn diễn ra trước đó không lâu. Vụ thảm sát cũng là nguyên nhân chính cho những lo lắng về cách đảng Cộng sản sẽ cai trị ở Hồng Kông và dẫn tới nhiều phong trào chống cộng phát triển mạnh mẽ. Tháng 7 năm 1992, Hồng Kông chứng kiến lễ nhậm chức của thống đốc cuối cùng Chris Patten. Chỉ 2 năm sau, Patten đã đưa một loạt các cải cách bầu cử như giảm độ tuổi có quyền bỏ phiếu từ 21 xuống 18, không còn đặt ra hạn chế giữa các ứng viên bầu cử chức năng so với các ứng viên khác, v.v. Nhờ đưa ra các cải cách thượng tôn dân chủ và tự do hóa, ông rất được người dân Hồng Kông yêu mến và đặt cho biệt danh là ông Bành Béo. Tuy nhiên, điều này lại khiến các quan chức Bắc Kinh rất tức giận khi các cải cách không hề thông qua sự xét duyệt của họ, đồng thời cắt giảm khả năng can thiệp của họ vào hệ thống lập pháp Hồng Kông. Các cuộc đàm phán chuyển giao dự tính sau đó nhanh chóng sụp đổ. Chính quyền Trung Quốc đại lục cũng lên kế hoạch để xóa bỏ những cải cách này một khi lấy lại được Hồng Kông. Việc chuyển giao chủ quyền Hồng Kông đã được thực hiện vào giữa đêm ngày 1 tháng 7 năm 1997, đánh dấu bằng lễ chuyển giao tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông. Đổng Kiến Hoa trở thành người đầu tiên nhậm chức trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông. Ngay sau chuyển giao, Hội đồng lập pháp được bầu dưới quyền thống đốc của Patten đã bị giải tán sau khi bàn giao Hồng Kông cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và được thay thế bằng Hội đồng lập pháp lâm thời do Bắc Kinh sắp xếp. Hội đồng mới này không có bất kỳ chức năng dân chủ nào cho đến khi các cuộc bầu cử được tổ chức theo các quy tắc trước đó vào năm 1998. Ngay sau khi sự chuyển giao diễn ra, nền kinh tế Hồng Kông chịu ảnh hưởng nặng nề bởi một số cuộc khủng hoảng, trong đó có cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đã làm chao đảo cả thế giới. Chính phủ đã buộc phải sử dụng đáng kể dự trữ ngoại hối để ổn định giá đồng đô la Hồng Kông trong thời gian khủng hoảng. Đổng Kiến Hoa bị dư luận Hồng Kông chỉ trích dữ dội vì cách xử lý yếu kém, thua xa các thống đốc trước đó. Ngày 24 tháng 5 năm 1998, các cuộc bầu cử đầu tiên sau khi chuyển giao chủ quyền Hồng Kông được tổ chức. Trong những cuộc bầu cử này, nhiều ứng cử viên đảng Dân Chủ chiến thắng. Có những người giành được tới hơn 65 phiếu bầu. Đây có thể xem như chiến thắng to lớn của phe Dân Chủ Hồng Kông đối với phe thân Bắc Kinh vào thời điểm ấy. Nhưng do Hồng Kông đã áp dụng quy chế bầu cử mới mà Trung Quốc đại lục phê duyệt, các ứng cử viên Dân Chủ không thể chiếm đa số trong cơ quan lập pháp. Theo sau ngay cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997, đại dịch SARS năm 2003 gián tiếp một đòn mạnh vào nền kinh tế đang trên đà suy thoái của Hồng Kông. Trong thời gian cơn đại dịch đang hoành hành, lãnh tổ Hồng Kông đã trải qua thời kỳ leo thang chính trị chưa từng thấy. Đổng Kiến Hoa một lần nữa bị điểm mặt chỉ tên vì sự vâng lời của ông ta đối với chính quyền Bắc Kinh. Tháng 7 năm 2003, một nửa triệu người đã tham gia vào cuộc tuần hành biểu thị phản đối chính quyền của Đổng Kiến Hoa, cũng như phản đối đề xuất thi hành Điều 23 luật cơ bản. Đây là một điều luật mang danh nghĩa chống phá hoại an ninh quốc gia mà các nhà phân tích lo ngại sẽ hạn chế quyền tự do ngôn luận. Đề xuất này sau đó bị chính quyền Hồng Kông hủy bỏ, vấp phải sự chỉ trích quá dữ dội của quốc tế. Thông qua đó, cho thấy rằng Trung Quốc muốn hạn chế các quyền tự do tại Hồng Kông. Ngay sau đó, tháng 4 năm 2004, chính quyền Trung Quốc đại lục lại đưa ra yêu cầu mới, rằng cần phải có sự chấp thuận của họ về bất kỳ thay đổi nào đối với luật bầu cử ở Hồng Kông. Yêu cầu độc đoán này cho phép họ có quyền phủ quyết đối với bất kỳ động thái nào của nền dân chủ. Sụp đổ niềm tin vào cam kết của Bắc Kinh đối với nền dân chủ của Hồng Kông. Tháng 7 cùng năm, khoảng nửa triệu người đã tham gia vào các cuộc tuần hành biểu tình ủng hộ dân chủ. Đến tháng 7 năm 2006, hàng chục ngàn người Hồng Kông tuần hành trong một cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ. Các cuộc tuần hành tương tự sẽ diễn ra đều đặn vào tháng 7 hàng năm, như một sự phản kháng đối với động thái gia tăng kiểm soát chính quyền Trung Quốc đại lục, đồng thời thể hiện sự quyết liệt của người dân Hồng Kông với quyền bầu cử phổ thông, tự do ngôn luận và hệ thống chính trị dân chủ. Cuối tháng 12 năm 2012, cuộc thăm dò hàng năm của Đại học Hồng Kông cho thấy hơn 70% những người được hỏi ý kiến nói rằng họ tự nhận là người Hồng Kông chứ không phải là người Trung Quốc. Cuộc thăm dò này đã khiến truyền thông đại lục tỏ ra vô cùng bất mãn. Người đứng đầu cuộc thăm dò đã bị ông Hách Thiết Xuyên, đặc sứ cao cấp của Trung Quốc, công khai đả kích. Báo chí trích lời ông Hách nói rằng
Hồng Kông không phải là một thực thể chính trị độc lập. Điều này lại dẫn tới nhiều phản ứng dữ dội từ phía người dân Hồng Kông. Tháng 8 năm 2014, chính quyền Trung ương Trung Quốc quyết định thực hiện sàng lọc ứng viên trước khi cho phép cuộc bầu cử đặc khu trưởng, qua đó can thiệp đến tính công bằng trong bầu cử. Việc này đã làm bùng nổ các cuộc biểu tình hàng loạt. Sinh viên và công nhân đình công tham gia vào các cuộc biểu tình dân chủ khổng lồ. Người biểu tình chiếm lấy trung tâm thành phố trong nhiều tuần liền. Phong trào này được gọi là phong trào dù vàng. Tuy nhiên, sau một thời gian thì các cuộc biểu tình lắng xuống do không nhận được sự ủng hộ từ các tầng lớp khác trong xã hội. Phong trào thất bại, nhiều lãnh đạo, những người đã từng là sinh viên bị bắt bỏ tù. Ngày 1 tháng 7 năm 2017, kỷ niệm 20 năm ngày chuyển giao chủ quyền Hồng Kông, bất chấp mưa lớn và các biện pháp an ninh được thắt chặt, hàng chục ngàn người Hồng Kông đã xuống đường biểu tình đòi dân chủ, trong khi cũng có những nhóm tuần hành ủng hộ chính phủ Bắc Kinh trong ngày này. Cùng thời điểm ấy, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một sự kiện kỷ niệm đã lên sân khấu hát đồng ca bài ca ái quốc. Đây là một trong những động thái không thể rõ ràng hơn cho việc chính quyền Trung Quốc đại lục chuẩn bị áp đặt quyền lực tại Hồng Kông, cũng như sự phản kháng của những người dân nơi đây. Đầu tháng 2 năm 2019, chính phủ Hồng Kông công bố kế hoạch cho một dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc đại lục. Nếu được ban hành, dự luật sẽ cho phép chính quyền địa phương giam giữ và dẫn độ những người bị truy nã ở vùng lãnh thổ mà Hồng Kông không có thỏa thuận dẫn độ, kể cả Trung Quốc đại lục và Đài Loan. Các nhà phân tích cho rằng, dự luật này đe dọa sự độc lập của Hồng Kông và việc dẫn độ có thể được sử dụng để bịt miệng các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông. Nhiều người lo ngại dự luật sẽ đặt Hồng Kông và du khách tới Hồng Kông vào phạm vi tài phán của Trung Quốc đại lục do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát, làm suy yếu nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ, và điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới quyền lợi của họ. Dĩ nhiên sau đó, hàng triệu người tuần hành trong các cuộc biểu tình ôn hòa. Vào tháng 6 năm 2019, lần đề xuất thứ hai của dự luật dẫn độ bị hoãn lại sau khi các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra. Cảnh sát chống trả bằng bình xịt hơi cay và đạn cao su, làm 80 người bị thương. Các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông gọi các cuộc đụng độ là bạo loạn. Tuy nhiên, dân chúng Hồng Kông phản đối và cho rằng chính phía cảnh sát đã sử dụng bạo lực trước. Đến tháng 8 cùng năm, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra với quy mô lớn hơn, trở thành phong trào phản kháng quy mô lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc với gần 2 triệu người Hồng Kông. Các trận chiến giữa cảnh sát và người biểu tình ủng hộ dân chủ nổ ra khắp Hồng Kông. Người biểu tình chiếm sân bay, đối đầu với cảnh sát tại các tòa nhà chính phủ và trong các trung tâm mua sắm. Hàng trăm người bị bắt và Trung Quốc đe dọa sẽ đàn áp. Người biểu tình đưa ra yêu cầu rút lại dự luật dẫn độ, tiến hành một cuộc điều tra về sự tàn bạo của cảnh sát, ngừng mô tả các cuộc biểu tình là bạo loạn, phóng thích cho những người bị bắt và cung cấp các quyền tự do dân chủ. Ngày 1 tháng 1 năm 2020, thêm một cuộc biểu tình lớn nổ ra tại công viên Victoria, Hồng Kông. Ban tổ chức tuyên bố hơn 1 triệu người đã tham gia cuộc biểu tình. Cảnh sát cho biết 60.000 người đã tham gia một cuộc tuần hành vào lúc cao điểm. Đến ngày 19 tháng 1 cùng năm, hàng ngàn người tham gia cuộc biểu tình hợp pháp tại khu Trung Hoàng đòi phổ thông đầu phiếu, cải cách bầu cử nghị viện vào tháng 9 năm 2020, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt lệnh cấm vận lên chính quyền đặc khu nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng. Lực lượng cảnh sát Hồng Kông dùng hơi cay giải tán cuộc biểu tình, và ít nhất 2 cảnh sát mặc thường phục bị người biểu tình hành hung. Ngày 26 tháng 1, một số người biểu tình mặc đồ đen, đeo khẩu trang xông vào tòa nhà ở khu Phấn Lĩnh, giáp với Trung Quốc đại lục, châm lửa bom xăng rồi chạy ra ngoài. Hàng trăm người dân đã dùng gạch và vật dụng khác để chặn con đường hướng tới tòa nhà. Họ phản đối kế hoạch chuyển đổi tòa nhà thành cơ sở cách ly giữa lúc có 6 trường hợp được xác nhận nhiễm coronavirus mới ở Hồng Kông. Tháng 2 năm 2020 đánh dấu thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát mất kiểm soát ở Trung Quốc đại lục. Số lượng các cuộc biểu tình quy mô lớn cũng vì thế mà giảm dần do lo ngại rằng nó có thể tạo điều kiện cho sự lây lan của virus. Mặc dù vậy, các chiến thuật của phong trào dân chủ đã được áp dụng lại để gây áp lực cho chính phủ thực hiện các hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng của Hồng Kông. Người biểu tình đã yêu cầu tất cả du khách đại lục bị cấm vào Hồng Kông, một yêu cầu mà chính quyền từ chối. Dân thường đã phản ứng tiêu cực với nỗ lực của chính phủ để thiết lập các trung tâm kiểm dịch và lâm sàng tại các khu vực gần dân cư và đã diễu hành để bày tỏ sự bất mãn hoặc chặn đường để ngăn chặn các kế hoạch của chính phủ trên toàn lãnh thổ. Ngày 21 tháng 5 năm 2020,
chính quyền Trung Quốc đại lục tuyên bố sẽ bắt đầu soạn thảo một đạo luật mới thêm vào luật cơ bản Hồng Kông. Theo đó, đạo luật mới này sẽ cấm các hành vi bao gồm ly khai, can thiệp nước ngoài, khủng bố và lật đổ chính quyền trung ương. Các nhà quan sát coi đây là bước đi táo bạo nhất của Trung Quốc để đưa Hồng Kông trở lại dưới quyền kiểm soát của mình bằng cách cáo buộc đặc khu đã hạ thấp nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ, vi phạm các điều khoản của tuyên bố chung Trung-Anh và dự kiến rằng nó sẽ có tác động sâu rộng đến tự do ngôn luận của thành phố và thành quả kinh tế trong tương lai. Bất chấp áp lực quốc tế, chính quyền Bắc Kinh đã thông qua quyết định của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc về luật an ninh quốc gia Hồng Kông vào ngày 28 tháng 5. Dự thảo đã làm dấy lên sự tranh cãi khiến các cuộc biểu tình gia tăng. Cuộc tuần hành rầm rộ vào ngày 24 tháng 5 tại Đồng La Loan là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi đại dịch bùng nổ. Khi dân thường trả lời các cuộc gọi trực tuyến để phản đối cả dự luật quốc ca và luật an ninh quốc gia được đề xuất. Đây cũng là lần đầu tiên sau 2 tháng, cảnh sát đã triển khai hơi cay trong một nỗ lực giải tán những người biểu tình. Vào ngày 27 tháng 5, ít nhất 396 người đã bị bắt trong một cuộc biểu tình kéo dài một ngày trên khắp lãnh thổ Hồng Kông về việc đọc dự luật quốc ca cùng ngày và luật chống nổi loạn. Hầu hết, họ đã bị bắt giam ngay cả trước khi bất kỳ hành động biểu tình nào bắt đầu. Hàng ngàn cảnh sát vũ trang đã được triển khai để ngăn chặn cuộc biểu tình theo kế hoạch. Trên đây là tóm tắt của lịch sử hơn 200 năm đầy thăng trầm và biến động của Hồng Kông. Nhìn chung, Hồng Kông và Trung Quốc đại lục có thể tương hỗ lẫn nhau khá tốt về mặt kinh tế. Thế nhưng, giữa hai bên có một sự khác biệt lớn về tư tưởng chính trị. Việc phải chịu sự chia tách hàng thế kỷ khiến người dân Hồng Kông và chính quyền Trung Quốc đại lục khó mà chấp nhận quan điểm cũng như kết nối với nhau. Giờ đây, khi chính quyền Trung Quốc đại lục đang ngày một nỗ lực để kiểm soát nền chính trị Hồng Kông, tương lai nào đang chờ đợi những người dân nơi đây? Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Các bạn có thể đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc lại bài viết này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.